Hey, xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Mẹ Con Nhà Ly. Hiện tại gia đình của Ly đang sinh sống tại tỉnh Giang Tây ở Trung Quốc. Giờ thì Ly xin mời cả nhà theo dõi video nha. Cả nhà chồng Ly ảnh đào măng gì đâu, củ nào của đó bự như con voi. Mày ta nè, trời ơi chưa cưa, trời ơi nị chi nãy lị nung thế mà ta rồi con, trời ơi chưa cưa. Ủ chín ba, ủ chín đi cưa ba. Hời ôi, cái củ măng kìa cả nhà ơi, bự lắm nha. Nè, cái bàn tay Ly nè, bàn tay Ly thì chỉ bằng cái củ nhỏ này thôi đúng không? Nè, đó. Còn cái củ này nè. Một củ bự nè ha. Củ này cũng bự. Củ này. Thôi, ta hửng ta, hảo tua. Ây dù, cái này là ông cứu nội măng. Ông cứu nội với bà cứu nội với lại cả nhà coi. Bự lắm. Này chi nã lị này ta, này nung nào cũng thế mà ta là. Ta ba. Chứ cơ sư chiên hả? Cái này là 4 kg. Trời ơi, cái này y như cái sừng trâu vậy. Ê, cái này chỉ thiên ổ mận nung lời. Bự lắm nha. Trời ơi, bây giờ coi có không có cái củ nào mà nó củ này. Bự ghê luôn á. Hửng ta. Nhưng mà tôi nghe. Hả? Cũng cái hoa sinh nào con chị đi mà. Ở không quá ha, ở không quá ha, xé giấy banh chành ra vậy hả? Ta mới quét cái sân sạch sẽ rồi nó xé giấy nó xả cái nhà cái sân gì nè, cho ăn rồi phá, mai cho nhịn đói nha con nha. Xé giấy gì rảnh lắm, nhìn xé giấy nó xả vậy nè, chịu nổi à? Quắc quắc nữa, nhiều củ bự lắm luôn á, chắc do chỗ đó đất tốt hay sao, ảnh đi xa lắm không phải gần cái chỗ mấy bữa Ly đi đâu, bự bự không. Nhau nhịp dạ. Trời ơi cái hững ta thôi mà ta. Na cô đây thôi chứ à. Anh ngồi đây đợi người ta tới mua á. Giờ này 5 giờ chiều mà trời ơi trời kìa. Khói cả nhà đi, nói chuyện ra khói cả nhà coi nào. Thấy không, thấy không, thấy không, đi nói chuyện á. Ủa, cả nhà thấy khói không? Mấy 5 giờ chiều mà trời vậy nè. Chưa được 5 giờ nữa, mấy phút nữa mới được 5 giờ. Cái nhà coi Ly thổi ra mà sương mù nè. Đó. Lạnh đó. Để kêu chồng Ly mua cho Ly can tôi phủ với dao. Cái xe đó là xe bán rau củ. Để Ly xuống đi coi coi. À, không có gì mua rồi đó, khỏi xuống. Mỹ dù tu phụ hả? Hoán qua cũng mỹ dù rồi hả? Ly kêu chồng Ly mua cho Y Ly một ít giá với lại dưa leo mà không có, không có xe đi rồi. Ở Trung Quốc vậy cái nhà tới mùa đông này buồn lắm, bởi vậy mùa đông này cu tin cu pin nghiện điện thoại,
Rồi cả nhà nghỉ đi, không cho cô tin cô Bin coi điện thoại giờ làm gì giờ? Thì không lẽ bây giờ cứ để cho hai ảnh ngồng nằm trong buồng vậy hả? Ra ngoài đây thì lạnh chịu không nổi đâu. Ngồi trong đây mà vẫn mặc đồ dày với mang vớ chứ không thôi nó vẫn lạnh. Ồ giỏi. Hả? Cái gì son? Cái gì son? Táo. Trái táo nó chua. Con chào bà cô chú chưa Bin? Bin ơi, Bin nè, chào bà cô chú. Phải quẩy tay chào bà cô chú. Để đó đi. Hey, xin chào cả nhà. Vậy phần món hôm mỗi ngày hôm nay đi sẽ vô bếp làm món gỏi cuốn tôm thịt, cái món ăn mà người Việt Nam mình rất là yêu thích luôn, ăn như là chấm với lại tương đen. Đây tất cả nguyên liệu Ly đã chuẩn bị xong hết rồi. Bên đây có tôm, có thịt, có bún, có giá và thêm một ít dưa leo nữa, xà lách. Ly sẽ ăn chung với lại tương đen. Và pha tương đen thì phải có cái này gọi là đậu phộng đó cả nhà, tương đậu phộng. Thì cái chó lại thì phụ lại. Cái gói món trong cái gói đổ ra hết luôn, một chút phốt vô si ke luôn. Trời ơi, ai mà quậy, đứa nào mày đầu sư ti tị hả, sư ti tị hả, để thừa thấy không, để thừa qua để thừa lại. Ti tị ti tị banh chặn đó luôn rồi. Cái gói sao mà cái gói mà đem đi bỏ mốt vô chổng gì trời, chút dọn si ke luôn. Giờ đang dở lỡ rồi cháu khóa đã luôn chứ sao giờ bà có vô. Rồi miếng đó nó ra. Quá tuyệt vời. Cái bánh chén hình chữ nhật mẹ khó cuốn, phải chéo qua cuốn không có đẹp cái mắt. Với lại lâu quá đi, lâu lắm rồi, mấy tháng rồi đi không có cuốn lại, tay tay chân nó lộn xộn.
Đừng có chọi trúng đầu em đó. Nghe không? Nghe mẹ nói không Tiên? Đây, nồi cuốn của Ly đã cuốn xong. Mặc dù cuốn không được đẹp nhưng mà nó mất của Ly khá nhiều thời gian nha cả nhà. Còn đây là của cô Tin, cô Bin. Ngoài ra Ly còn nướng cho cô Tin với cô Bin là hai cái bánh pizza. Cô Tin rất thích ăn loại bánh pizza của cái hiệu này. Cái này Ly không có quảng cáo cho cả nhà, Ly chỉ ăn ngon là Ly chia sẻ thôi. Đây là hiệu bánh pizza của hiệu này đây. Cái mình chỉ mua về bên đây nó có đủ gia vị, có phô mai nè, đây là hương của đây là bánh pizza thịt gà đó. Bây giờ Ly sẽ cái lò nướng của Ly bữa nay tự nhiên nó bị chạm mạch rồi, hư rồi, không biết sao đây. Giờ Ly sẽ bỏ vô rồi nồi cơm điện Ly nướng đỡ. Nướng trong vòng 10 phút. Khi mà mình mua về á thì mình sẽ bỏ trong ngăn đá, khi nào mình ăn là mình lấy ra. Bà cô chú coi, nãy giờ Ly đuối với mấy cái hộp mốt này. Xong rồi cái giờ Ly mệt quá, Ly quét nó vô trong gầm giường. Quét hết vô trong gầm giường, lấy thùng đi trắng lại cho nó khỏi bay ra ngoài đi. Rồi mai mốt tính tiếp. Giờ đi đi làm nước tương đó. Giờ thì Ly sẽ đi làm nước tương nha cả nhà. Bỏ thêm tí tẩu để đầu hành vô. Vàng thơm mà Ly sẽ cho tương đen vô. Ly cho bơ đậu phộng. Cái dừa béo béo ngon. Cái này nè, có cái nước này mà cả nhà có nước dừa cho nước dừa vô thì nó ngon lắm. Ly sẽ cho vô đây một ít hạt nêm. Vàng thêm nửa muỗng cà phê bột ngọt. Làm cái nước tương này thì phải ngọt ngọt, mặn mặn nhẹ thôi nó mới ngon, chứ làm mà mặn quá là nó sẽ không ngon. Cho đường vô. Đó, tương đó ok rồi nè. Giờ đi tắt lửa. Cho một ít đồ chua nè. Cô Tin, cô Bin cũng một ít luôn. Rồi à. Cho một ít hành phi. Nhà Ly hết đậu phộng rồi. Tối rồi không có đi mua được nên bỏ qua bước đậu phộng ở đây mà gắp thêm miếng đậu phộng vô nữa mới ngon. Còn bên đây thì Ly sẽ cho thêm một xí ớt nè. Ớt này ớt bằm nó cay lắm. Đó. I wrote a letter to my love and
lại bánh pizza với lại pizza. Cô tên cô Bin. Chị pizza. Chị pizza. Nè. Mời cô chú nhận không? Pizza. Dạ. 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 Khi chưa là không? Chứ cứ ta thì cứ sẽ đi. Bảo bảo. À la hả? Chứ cứ sự mẹ. Chứ cứ tu. Khi chưa bút xương dưới lội. Mà cái nhà ha. Tung lên. Đúng không? Tung lên. Ví dụ bút xương dưới lồ bảo chưa. Hai bữa nay Ly không ra video tại Ly bị bệnh nha nha. Mấy hết. Mày cái nhà nha. Mùa lạnh á đỡ nó bị kẹo nữa không? Của con hả? Của bà là. Là. Mình không có. Nhưng tôi tiễn cái hậu kiều. Lửa nó chắc. Chắc. Ăn được mà. Để chồng đi về. Dạ mà. Anh đi đào măng. Xong rồi cái anh không đi làm cái chuyện kia nữa. Giờ mới về. Vậy đưa con. Không phải cái bánh mà nó có hoa vậy coi nhà. Cô tin á, để chồng đi về lâu quá. Coi nhà coi. Bị mắc hết hai miếng. Hốc của. Hốc của. Hốc của. Hốc của. Cà chua. Hốc của. Chứ cưa khủ hả? Chứ cưa khay. Chứ cưa miếng khay rồi. Cái này là gì khác? Khay à? Chưa bao? Ăn rồi à? Bia chưa? Không ăn. Ăn rồi à? Bia chưa? Bia chưa? Bia chưa? Không ăn thì tự uống nha. Đi ra dùng nha. Bia chưa? Chấm ăn đi con ngon á. Nè con là chấm à? Bia chưa? Bia chưa? Con mà. Ăn chả bánh. Phê chưa bà? Chưa cơ. Bút xương dưới lồ. Hết rồi thôi em. Cảm ơn mọi người. Bố bây giờ chưa? Ừ, lấy. Ừ, sao mà bây giờ chưa ra chưa? Mì chả có ớt. Bố chưa ra chưa mì chả. Bà, bố yêu chẳng khoai gì mà. À? Bố yêu chẳng khoai gì mà. Bố chỉ mới trưởng ra. Cá cá ra chứ nó. Trưởng ra cái con hổ. Trưởng ra con hổ thay chung nào. Thay chung nào. Con hổ à? Lạnh đó hả? Trưởng ra chứ con hổ huy chi chen đó. Trưởng ra chứ con hổ huy chi chen đó. Nhưng bố mẹ,你不能长大，你变小孩。嗯，我太紧张了。还是还很懵。妈，我长大了吗？妈，我长大了吗？放哪里？爸，我长，我怎么又变小了？你吃什么？你吃什么蛋？我怎么又变小了？你又变小了。差不多。
Thì nó chơi con. Thì tôi lát cho hơn. Con ăn hả? Tụi mò là phải ra chưa đi cơ tiền hay chưa?